Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Ngài Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài quý trong một niềm. Dân sanh nghiêm ba kỳ, sinh dương cùng tan tháng, ân kiếp không cùng tận. Phòng chúng sanh tâm thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trước bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Phạm Giới Quả Hiện Vị Lai Tâm Phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, thâm công pháp giới đạo tràng, mười phương ấy hiền thành mấy bao kiên tường. Chư quần rõ biết ngọn hương chi tiền, pháp thân toàn thế hiền tiền. Chứng minh phần pháp rộng sâu rắn nhiệm màu, ở trăm nghìn muôn kiếm khó tìm cầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lung. Bây giờ Ngài Vô Tận ấy Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trình áo bày vai hứa chấm tay hướng Phật mà bành rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phần bảo Ngài Vô Tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xứng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng. Do vì xưng ngoài thần của Bồ Tát này vậy, nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can thứ cho bao như vàng vàng lưu ly xa cư, mà nào sáng hô hộ phánh trăng châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sang trong đó, nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những người đó đều đang khoa khoai nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gậy của người kia cầm liên gậy từng cung mà đặng thoát khỏi, nếu quý giả xoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền sinh trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi, nếu kẻ oan tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có mong vì thương chúa dân đoàn người buông đem theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: Can thiện nam tử chớ có sợ sanh. Các ông phải nên mong lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thức
chúng sanh nẻo cam ông chứng danh hiểu ngài thời sẽ đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có chứng ngoại tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dung thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dân hơn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận y. Quán Thế Âm Bồ Tát có những xứng ngoại thần rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ đến ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền sẵn con trai phượng đừng trì huệ. Và giữ muôn cầu con gái bèn sanh con gái cô tướng xinh đẹp trước ra trong còi buông đứng. Mọi người đều kính mến vô tận y. Quán Thế Âm Bồ Tát có sức ngoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát thời phước đứng chẳng luôn mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phụng dường nằm thua phan y. Ông nghĩ sao công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa bạch Thế Tôn rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát những đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ưng kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phương đứng lời ích như thế. Ngài Vô Tận Y Bồ Tát bằng phận rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào. Vì chúng sanh nội pháp như thế nào, sức phương tiện của ngài như thế nào, phần bảo vô tận y Bồ Tát thiện nam tử nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đằng đồ thoa thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phận. Vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên gian đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân duyên gian. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện
thân thanh văn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương đang đổ thoát. Bồ Tát liền hiện thân phạm vương vì nó nói pháp nơi đang dùng thân để thân đàn đổ thoát. Bồ Tát liền hiện thân để thích vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên đăng đổ thoát. Bồ Tát liền hiện thân tư tài thiên vì nó nói pháp nơi đang dùng thân thì ra môn đàn đổ thoát. Bồ Tát liền hiện thân thì ra môn vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tiểu vương đàn đổ thoát. Bồ Tát liền hiện thân tiểu vương vì nó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia đàn đổ thoát. Bồ Tát liền hiện thân trương gia vì nó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đàn đổ thoát. Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan đang đổ thoát. Bồ Tát liền hiện thân tế quan vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Bà La Môn đang đổ thoát. Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di đang đổ thoát. Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ Tế Quan Bà La Môn đằng đồ thoát. Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đằng đồ thoát. Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng già xoa càng thẳng. Bà Tu La Ca Lầu La Khấn Na La Ma Hồ La Già Nhân cùng Phi Nhân đang đổ thoát. Bồ Tát liền đều hiện thân mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đằng đồ thoát. Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp Vô Tận Y Quang Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế dùng hình vào đi trong ca còi nương để độ toàn chúng sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắm xa san hay ban cho sự mô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô uy ngài vô tận y Bồ Tát ban phần rằng Thế Tôn con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báu giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đem cúng dường cho ngài Quan Thế Âm mà nói rằng xin ngài nhân chuối ngọc trăng bao pháp thi này khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuối ngọc này bây giờ phần bao ngài Quan Thế
Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận y Bồ Tát hòa hàng tứ chúng cùng trời rồng. Và có càng tháng ba tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhẫn chuối ngọc đó tân thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời rồng nhân vi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngầm đó chia làm hai phần, một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có sân ngoài thần từ tài như thế, vào đi nơi cõi ta bà lung đó ngài vô tận y Bồ Tát nói kệ hồi phần rằng: Thế Tôn đủ tương tô con nay lại hỏi kiên. Phần tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm đánh đầy đủ tướng tốt nói kề đạm vô tận ông nghe hành Quán Âm kêu ưng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kiếm chẳng nghĩ bằng. Hầu nhiều nghìn đức và phá nguyện thân tình lớn ta vì ông lượng nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay về khổ ca cõi giả sử thân lòng hài sô rớn hầm lửa lớn. Do sân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng. Do sân niệm Quán Âm sông mòi chẳng chìm đặng ngập ở chốn tu di bị người sâu rớn xuống. Do sân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoang bị người dữ rửa rỡ khuôn núi kim can. Do sân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mảy long hoàng gặp oán tận vây đều cầm giáo làm hài. Do sân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sắm chén. Do sân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm. Do sân niệm Quán Âm tạo ra đằng hoa khói nguyện rủa các khuôn độc muôn hại đến thân đó. Do sân niệm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ. Do sân niệm Quán Âm liền đều không dám hai hoàng thú giữ vây quanh anh vuông nhọn đáng sợ. Do sân niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông. Do sân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da khói mưa lớn. Do sân niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần. Quán Âm xưng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ xưng thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nương mười phương không coi nào chẳng hiền càng loài trong đường giữa địa ngục quỷ súc sanh. Sanh già bình chán khổ lần đều khiến dân hên trường Quán Thông
quán tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân. Huệ nhận phá cán tối hay phùng tai gió lửa khắp soi sang thế gian lòng bị răng như sấm ý từ diệu đường mây thối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sẽ sản do sân niệm quan âm cử oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi. Quán âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chết hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sanh điền phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bánh phật rằng Thế Tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quán thế âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền. Chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều quan tâm vô đằng chánh giác. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn quán thế âm Bồ Tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni bán di hồng 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 bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng phổ môn thi hiện cư có tầm thanh từ bi thuyết pháp đồ mê tăng phổ cảm tùy hình tư hải thanh định bát nạn vĩnh vô tâm nam mô hiệu biến thông danh từ tài quán âm như lai quảng pha hoàng thế nam mô những niệm tâm vô quái ngại quán âm như lai thường cư nam hải nguyện
Nam mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quang Âm Như Lai Tâm Thính Cứu Khổ Nguyện. Nam mô Hán Tà Ma Trừ Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Mà Nguyện. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sai Tâm Mà Nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Nam mô Trú Dạ Quần Vô Tôn Hải Quán Âm Như Lai Thề Diệt Tam Đồ Nguyện. Nam mô Vọng Nam Nhân Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam mô Tào Pháp Thuyền Vô Khổ Hải Quán Âm Như Lai Đồ Tần Chúng Sanh Nguyện. Nam mô Tiền Tràng Khoan Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô Vô Lượng Thọ Phần Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Tầm Nhị Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiền Biến Thông Mà Thầm Nhị Đại Nguyện Thế Hoan Thâm Khổ Hài Phím Từ Phong Ma Phổ Tế Tâm Dung Sáng Sáng Hiện Vô Cùng Mà Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại
mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Biết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thinh Thinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bận Mây Trần Lào Lào Bốn Thanh Thiên Chân Bao Trùm Muôn Loài Chẳng Phân Thanh Phàm Vần Tâm Ấy Lần Trang Sáng Suốt Cõi Bờ Kia Một Bước Đến Nơi Trải Lòng Tròn Đủ Xưa Nay Công Thành Quà Chứng Tỏ Bài Đính Đan Hàng Bồ Tát Danh Quang Tự Tại Khi Tham Thiền Vô Ngại Đến Trong Mà Thầm Vào Trí Huệ Mơ Thông Rồi thấy năm uẩn đều không có gì à, đồ tất cả không chi khổ ách à, trong thực tâm hiền cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không mà ấy sắc tương cùng đồng không tương không tương y như tường sẵn kia thọ tưởng hành thân phân chia
cùng lại như vậy tông về chân không tòa sáng tướng nhân ông tạm đó càng pham kia tưởng nọ luôn trần chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng cấu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm cơ ấy nên cõi trên không giới thế lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quần âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy đồng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không tánh không sang xuống đài đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tứ đê cũng chẳng có nào à không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhị không vần lòng khi huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chú duyên niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phẩm y đàn bát nhã đa bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bát nhã là hơn pháp môn tối thân cõi chân mau về thần chú linh tri đại lực thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thường oai linh ấy chú bồ đẳng thịnh thịnh oai thần trừ tấn cá nguyên nhân càng khổ thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiệt bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế A di đà đa tỳ ca lang đế a di đà đa tỳ ca lang đa ya di ni ya ya na di đà ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đa tha ya đa ya đa điện ya tha a di đà đô ba tỳ a di đà đa tấn nam ba tỳ a di đà đa tỳ ca ya na ya na điện ya tha di đi đô ba tỳ a di đi đa tấn đam ba tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đế a di đi đa tỳ ca lăng đam ya di đi ya ya na chi na ca lê ta ba đừng quán âm ngoài thần lòng lòng mà khắp thế gian đều trọng danh ngài chúng sanh hết
thầy ai ai. Khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua, bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, thế ngài nghe tiếng ứng danh tới liền, giàu trọng bệnh liên miên khổ cực, niệm danh ngài lập tức khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua, vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa Đoan Trang, diệu trang vương ngự ngai vàng của cha, diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chi thơ cùng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao, trọn một nhà đường vào cánh phong, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ chi cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu, tròn chín năm chân từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tại đồng hương tích băng thành Việt Nam, một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thành nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu, dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, châu hải bên không lỗi đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quán Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi, từ bi ngài muốn đổ đời, mười hai đại nguyện thiền thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tham. Biển Nam hải núi Võ Đà, trù ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phố môn thì hiện, Đức Như Lai thuộc chuyện thiên ngài, oai thần linh hiển không hai. Tầm thính cơ khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ưng hiền tinh thì, tới nơi diệu dắt cấm kỳ đổ cho, hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường, chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đứng Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chờ có quán này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho, trong khổ hải đò từ vấn đời, vớt chúng sanh đưa tới lãng ban.
chín tầng xem bảo đài vàng à di đà tho kia rỡ ràng thảnh thơi từ bi cứu khổ độ đời tầm thanh giải nạn đến nơi hòa bình à nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo đệ tử hôm nay quỳ trước điện chi tăng đành lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử dầm dồn trôi lăng mãi trong vòng lục đạo thế tôn đã đánh nên dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắng ưa xem huyền cảnh hằng ngày à tai thanh tiên mận đường vua nịnh mùi quen ngửi mùi thơm bấn tình lưỡi dền theo lắm chuyện gây con thân ham dùng găm con xe xuôi mở tướng bao la vũ trụ bởi lục dục lòng tham không đủ lắm che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giang hồ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dứt bỏ chuyện sáu căn ra khỏi lầm mê trương đại thiên thành kinh hướng về tình tam độc quý tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đáo dân tân cùng gông rễ vô minh chí phàm phu tử lưng khó thành cầu đại giác từ bi giả hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ con giống lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bưu thành đặng từ giác giác tha viên mạng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tùng công đức thù thân hành đã vô biên thắng phước giai hồi hướng vô nguyện phạm giới chư chúng sanh tông vãng vô lượng quang phật sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu vô nguyện tội chương tấn tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kim phần ngộ vô sanh bấn thối bồ tát vi bằng lữ nguyên vị thư công đức phổ cầm ư nhân thiên đằng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô ai thường tự quy Pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ
tạng trí huệ như biển. Tự quy tăng xin nguyện chúng sinh thống ly đại chúng thanh thái không đấng Phạm Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng ngài thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài quý trong một niềm dân sanh nghiêm ba kỳ dân dương cùng kịp không mà cùng tận phòng chúng sanh tâm thường rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ bằng lưới để châu vì đạo tràng trước bao tòa thân con anh hiền cúi đầu xin thề nguyện quy y chí tâm đảnh lễ nam mô tần hư không biên phạm giới quá hiện vị lai tâm tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chi tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tương lai hà sanh di lạc tôn phật đại trí văn thù sư lời bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hồi thường phật bồ chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ đại hải chúng bồ tát K
kim lư vừa bén chiên đàn à thâm công pháp giới đạo tràng mười phương ơi hiền thành mấy bao kiên tường chư quần rõ biết ngọn hương chi tiền pháp thân toàn thấy phần pháp rộng sâu rắn nhiệm màu ở trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Nay con nghe thấy thiên trị tụng nguyện tỏ như lai nghe nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lung. Bây giờ Ngài Vô Tận ấy Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trình áo bài vai hữu chấm tay hướng phật mà bành rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phần bảo Ngài Vô Tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này mồm lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đành. Do vì xưng ngoài thần của Bồ Tát này vậy, nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can thứ cho bao như vàng bạc lưu ly xa cư mà nào sáng hô hộ phánh trân châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời những người đó đều đang khoa khoai nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.
thời giao gây của người kia cầm liên gây từng cung mà đặng thoát khỏi nếu quy giả thoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền sinh trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thầy đều đứng ra liền đằng thoát khỏi nếu kẻ oan tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có mong vì thương chúa dân đoàn người buông đem theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở trong đó có một người xướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ sanh. Các ông phải nên mong lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thi cho chúng sanh. Nếu các ông xưng danh hiệu Ngài thời sẽ đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đằng thoát khỏi vô tận y Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có xưng ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng giận hờn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có những xứng ngoài thần rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng thường nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền sẵn con trai phượng đừng trì huệ. Và sự muốn cầu con gái bèn sanh con gái cô tướng xinh đẹp trước đa trồng còi buông đứng mọi người đều kinh mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có sân hoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát thời phước đứng chẳng luôn mất cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý nếu có người thọ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phụng dường nằm thua phan y ông nghĩ sao. Công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng vô tận ý thưa bạch Thế Tôn rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát
những đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ưng kiếp không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Đặng vô lượng vô biên phương thân lời ích như thế Ngài Bồ Tát Ý Bồ Tát bằng phận rằng Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào. Vì chúng sanh nội pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần. Đặng đồ thoa thời Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phận, vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân duyên giác, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân thanh văn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân phạm vương, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân đế thích, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân tư tài thiên, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân tỳ sa môn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tiểu vương. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân tiểu vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân trưởng giả. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân trưởng giả, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân tế quan, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Bà La Môn. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ Tế Quang Bà La Môn. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng và xoa càng thẳng. Bà Tu La Ca Lầu La Khấn Na La Ma Hồ La Già Nhân cùng Phi Nhân. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền đều hiện thân mà, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang, vì đó nói pháp vô tận ý Quan Thế Âm
Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình vào đi trong ca cõi nương để độ thuận chúng sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắn xa san, hãy ban cho sự mô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là Vị Thế Vô Úy, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát Ban Phần Rằng: Thế Tôn, con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báu giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ, đem cúng dường cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhân chuối ngọc trăng bao pháp thi này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuối ngọc này, bây giờ phần bao Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát và hàng tư chúng cùng trời rồng và cho càng tháng ba tu la ca lậu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó từng thời Quan Thế Âm Bồ Tát. Thương hàng tư chúng và trời rồng nhân vi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần từ tài như thế, vào đi nơi cõi ta bà lúc đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hồi phần rằng: Thế Tôn đủ thương tô con nay lại hỏi kiên. Phần tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm đánh đầy đủ tướng tốt, nói kề đạm Vô Tận ông nghe hành Quán Âm khéo ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bằng. Hầu nhiều nghìn đứng pha pha nguyện thân tình lớn ta, vì ông lượm nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua, hay về khổ ca cõi giả sự thanh lòng hài sô rớn hầm lửa lớn. Do sân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi, và biển lớn các nàng quỷ cá rồng. Do sân niệm Quán Âm sông mồi chẳng chìm đặng ngập ở chốn tu di, vì người sâu rơn xuống. Do sân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoang, vì người giữ rượt ra xuống núi kim can. Do sân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mảy long hoàng, gặp oán tận vây đều cầm giáo làm hài. Do sân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng, bị khổ nạn vua khi hành hình sanh chết. Do sân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng, tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm.
do chân niệm Quán Âm tạo ra đằng hoa khói nguyện rủa các khôn độc muôn hại đến thân đó. Do chân niệm Quán Âm trợ hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữa rồng độc các loài quỷ. Do sân niệm Quán Âm liền đều không dám hai hoàng thú giữ vây quanh anh vuông nhọn đáng sợ. Do sân niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông gói lửa đông. Do sân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da sôi mưa lớn. Do sân niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần. Quán Âm xưng chi nhiều hay cứu khổ thế gian đầy đủ xưng thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loài trong đường giữa địa ngục quỷ súc sanh. Sanh già bệnh chán khổ lần đều khiến dân anh chơn quán thân tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân. Huệ nhận phá cán tối hay phùng tai gió lửa khắp soi sang thế gian lòng bị răng như sấm ý từ diệu đường mây dối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sẽ sản do sân niệm Quán Âm cử oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi. Quán Âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chết hay bị làm nương cậy đủ tất cả công đức măng lành trong chúng sanh điền phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liên tư cho ngồi đứng dậy đến trước bánh phân rằng Thế Tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền. Chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phán tâm vô đằng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Chơn Ngôn Viên Án Đa Rì Đa Rì Đôn Đa Rì Đôn Đôn Đa Rì Ta Bà Hán Đa Rì Đa Rì Đôn Đa Rì Đôn Đôn Đa Rì Ta Bà Hán Đa Rì Đa Rì Đôn Đa Rì Đôn Đôn Đa Rì Ta Bà Lùng Từ Đại Minh Chơn Ngôn Án Ma Ni Bán Di Hồng 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 Án Ma Ni Bán Di Hồng
hồng ấn ma ni bán di 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 hồng ấn ma ni bán Phổ Môn Thị Hiện Cư Khổ Tầm Thanh Từ Bi Thuyết Pháp Đồ Mê Tăng Phổ Cảm Ứng Tùy Hình Tư Hải Thanh Định Bát Nạn Vịnh Vô Thâm Nam Mô Hiệu Biên Thông Danh Từ Tài Quán Âm Như Lai Quảng Pha Hoằng Thệ Nguyện. Nam Mô Nhân Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quán Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tâm Thính Cứu Khổ Nguyện. Nam Mô Hán Tà Ma Trừ Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lộ Sai Tâm Ma Nguyện. Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Nam Mô Trú Dạ Quần Vô Tôn Hải Quán Âm Như Lai Thề Diệt Tam Đồ Nguyện. Nam Mô Vọng Nam Nhan Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam Mô Tào Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Đồ Tần Chúng Sanh Nguyện. Nam Mô Tiền Tràng Phan Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam Mô Vô Lượng Thọ Phần Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thầm Nhĩ Nguyện. Quán
âm đại sĩ phổ hiệu biến thông mà thầm nhị đại nguyện thế hoan thâm khổ hài phim từ phong ma phổ thế tâm dung sáng sáng hiện vô cùng nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát
Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Biết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thính Thính Rộng Lớn Sáng
trong ngần chẳng bận mây trần, lào lào bốn thanh thiên chân. Bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vần tâm ấy lần trang sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi, trái lòng tròn đủ xưa nay. Công thành quà chứng có bài đính đan, hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền Bồ Ngài đến trong, mà thầm vào trí huệ mơ thông. Trời thấy năm uẩn đều không có gì, đồ tân cả không chi khổ ách, trong thực tâm hiền cảnh sắc ra, sắc không chung ở một nhà. Không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không, mà ấy sắc tương cùng đồng không tương, không tương y như tường sẵn kia, thọ tưởng hành thân phân chia. Cùng lại như vậy tông về chân không, tòa sáng tướng nhân ông tạm đó, càng pham kia tưởng nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, thế lào lào vô ngại thường chân, vốn không mùa quần ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy đồng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, tánh không sang xuống đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào à, không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, nhân pháp kia đều xả nhị không. Vần lòng khi huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quái ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chú duyên, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn,